bốn tác hại không ngờ của cây đinh lăng nếu dùng sai cách đinh lăng là loại cây quen thuộc với nhiều người bên cạnh những lợi ích thì việc sử dụng đinh lăng sai cách cũng sẽ gây ra tác hại đối với sức khỏe đinh lăng vị thuốc nam loại gia vị mà ai trong chúng ta cũng đều biết nhưng tác dụng dược lý của nó không phải ai cũng thông thạo dưới đây là những lưu ý khi sử dụng cây đinh lăng để không gây hại cho sức khỏe tác hại của cây đinh lăng nếu sử dụng sai cách nhà khoa học lương y đa khoa bùi đắc sáng hội đông y hà nội nêu những lưu ý khi sử dụng cây đinh lăng Thành phần sapein nhiều trong rễ đinh lăng, chất này có tính phá huyết sẽ làm vỡ hồng cầu, vì vậy chỉ dùng khi cần thiết và phải dùng đúng liều đúng cách bào chế, không được dùng rễ đinh lăng với liều cao bởi sẽ bị say thuốc và xuất hiện cảm giác mệt mỏi, nôn mửa, tiêu chảy. Đặc biệt khi sử dụng rễ đinh lăng phải dùng những cây từ 3 năm tuổi trở lên, không nên dùng những cây quá già cỗi. Khi bào chế một số rễ cây làm thuốc như rễ cây dâu, tăng bạch bì, rễ cây ba kích, ba kích thiên bắt buộc phải bỏ lõi rễ vì tác dụng phụ không tốt thậm chí gây thủng dạ dày. Đối với rễ cây đinh lăng, các chuyên gia khuyên cũng nên rút bỏ lõi để đề phòng các tác dụng không mong muốn có thể xảy ra. Do ham thẩm mỹ, thích khoa trương nên nhiều người dùng toàn bộ bộ rễ cây đinh lăng ngâm rượu cho đẹp bình. Họ coi đó như củ nhân sâm thực thụ, rất tiếc là các củ sâm thường không có lõi để ngâm rượu đại bổ dưỡng uống hàng ngày. Điều này nên cân nhắc kỹ và xem lại khâu bào chế cho đúng cách. Một số tác dụng nổi bật của cây đinh lăng Chữa lành vết thương, với những vết thương ngoài da bị chảy máu, chỉ cần giã nát một ít lá đinh lăng đã rửa sạch rồi đắp lên vết thương. Lá đinh lăng sẽ nhanh chóng cầm máu và giúp vết thương mau lành. Lợi sữa, trong những đồ uống giúp sản phụ gọi sữa về, không thể không nhắc đến lá đinh lăng. Chỉ cần rửa sạch một nắm lá đinh lăng rồi cho vào đun sôi, sau đó chắt lấy nước và uống khi nước còn ấm. Nếu nước bị nguội nên hâm lại cho nóng để phát huy công dụng, chú ý tránh uống nước đã bị lạnh ngoài ra cũng có thể phơi khô lá đinh lăng rồi sao vàng sau đó hãm như nước chè để uống hàng ngày chữa chứng mồ hôi trộm trẻ nhỏ nếu thường xuyên ra nhiều mồ hôi ở đầu dùng lá đinh lăng phơi khô rồi lót vào gối hay trải xuống giường cho trẻ nằm sau một thời gian sẽ thấy hiệu quả rõ rệt chữa bệnh tiêu hóa lá cây đinh lăng đem sắc lấy nước uống dùng để chữa các bệnh tiêu hóa như đầy hơi khó tiêu tiêu chảy ở malaysia người ta thường sử dụng phương pháp chữa bệnh trĩ bằng nghiền lá cây đinh lăng thành bột mịn và vê thành thòi dài Xoa bóp trên trực tràng trước khi đi ngủ. Củ và cành đinh lăng được sử dụng để làm sạch nướu, răng và điều trị làm giảm viêm lết miệng. Bệnh thận, cây đinh lăng được xem là loại cây có tác dụng lợi tiểu và có công dụng để điều trị bệnh thận, đặc biệt là sỏi thận. Phần lớn củ đinh lăng có nhiều lợi ích nhất. Những người mắc bệnh thận nên uống nước ép lá đinh lăng mỗi ngày giúp lọc thận hiệu quả. Chữa sưng đau cơ khớp, lấy khoảng 40 g lá tươi dã nhuyễn, sau đó đắp trực tiếp lên chỗ sưng đau. Khi khô lại đắp lại, liên tục như vậy vết sưng đau sẽ dịu đi và mau lành. Lưu ý, nếu bạn muốn sử dụng cây đinh lăng để điều trị bệnh gì cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi áp dụng. Uống một cốc nước đậu đen rang gừng khi bụng đói vào buổi sáng, sau 7 ngày bạn sẽ nhận được ba món quà cực lớn. Nấu nước đậu đen rang gừng sẽ tạo thành một thức uống vừa thơm nồng, ấm áp vừa cực kỳ tốt cho sức khỏe trong mùa lạnh. Vì sao nên rang đậu đen cùng gừng trước khi nấu? Người xưa vẫn thường ví một nắm đậu đen tốt như thang thuốc bổ là bởi loại hạt nhỏ bé này đem lại rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Nước đậu đen là thức uống quốc dân được nhiều lứa tuổi yêu thích. Trong đông y, hạt đậu đen có vị ngọt, tính mát. Đậu đen đem lại nhiều tác dụng như bổ thận, bổ máu, điều trị thận yếu, mặt sưng phủ, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc bệnh lở loét. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, đậu đen giàu các chất như anthocyanin, isoflavone, vitamin E, magie và kali, có tác dụng cải thiện làn da, cải thiện tình trạng thiếu máu, hạ huyết áp, giảm cholesterol, bảo vệ trái tim, điều hòa kinh nguyệt theo lương y đa khoa bùi đắc sáng viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam hội đông y hà nội sở dĩ cần rang hạt đậu đen trước khi nấu là để giảm tính hàn của chúng sau khi rửa sạch để ráo nước bạn hãy cho đậu lên chảo rang kỹ cùng vài lát gừng đến khi ngửi thấy mùi thơm thì tắt bếp nấu nước đậu đen rang gừng sẽ tạo thành một thức uống vừa thơm nồng ấm áp vừa cực kỳ tốt cho sức khỏe trong mùa lạnh nước đậu đen rang gừng tốt nhất nên được uống vào buổi sáng lúc bụng đói vừa cung cấp các chất chống oxy hóa để tăng cường thể chất cho bạn sức khỏe dẻo dai và nhiều sức sống hơn. Đồng thời, vừa là nguồn chất xơ để giảm cảm giác thèm ăn, giảm lượng calo tổng thể và giảm cân nhanh chóng. Sau 7 ngày uống nước đậu đen rang gừng, bạn sẽ nhận được 3 món quà cực lớn. một, Giảm mỡ, giảm cân. Nếu bạn đang tìm một thức uống có thể giúp bản thân giảm thèm ăn, chống lại các cơn đói đêm, thì nước đậu đen rang gừng chính là chân ái. Đậu đen vốn giàu chất xơ nên có vai trò quan trọng trong việc giảm cân và kiểm soát cân nặng. Khi đậu đen kết hợp cùng gừng thì công dụng tăng lên gấp bội, bởi trong củ gừng có chứa các chất di ngơ dồn và so gát sẽ đẩy nhanh quá trình đốt cháy lượng mỡ thừa. Một nghiên cứu năm 2019 cũng cho thấy những người đều đặn bổ sung các thực phẩm chứa gừng sẽ giúp giảm cân nhiều hơn và giúp ổn định lượng đường trong máu tốt hơn những người không dùng. 2. Bổ thận Uống nước đậu đen gừng thường xuyên có thể giúp bổ thận và làm giảm các triệu chứng của thiếu thận, yếu thắt lưng thấp khớp, các vấn đề về khớp. Tuy nhiên, chỉ nên dùng liều lượng vừa phải, mặc dù đậu đen có chức năng bổ thận nhưng bệnh nhân mắc bệnh thận nặng cũng không nên tiêu thụ quá nhiều. Đó là do đậu đen không dễ tiêu, nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh. 3. Hỗ trợ điều trị cảm lạnh. Trà gừng đậu đen là thức uống có vị cay nồng, tính ấm có tác dụng xua tan cảm lạnh, kích thích tiết mồ hôi và có tác dụng xua tan mầm bệnh, giảm các triệu chứng cảm hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trà gừng đậu đen chỉ thích hợp với cảm mạo phong hàn, không hợp với cảm mạo phong nhiệt, có nên uống nước đậu đen rang gừng thay nước lọc. Theo lương y sáng, nước đậu đen rang gừng không thể dùng để thay thế cho nước uống hàng ngày vì điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của các chất trong cơ thể. Hơn nữa, gừng tính nóng sẽ gây khô miệng, khát nước, phát nhiệt trong người. Mỗi ngày chỉ nên uống 1 đến 2 cốc nước đậu đen rang gừng. Thời điểm không nên uống nước đậu đen rang gừng không nên uống quá nhiều nước đậu đen rang gừng trước khi đi ngủ 2 tiếng. Loại nước này tuy không chứa cà phê in nhưng có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và lợi tiểu. Uống quá nhiều nước đậu đen vào ban đêm dễ gây ra tình trạng đi tiểu nhiều lần và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Những nhóm người nên tránh uống đậu đen rang gừng. Mặc dù nước đậu đen rang gừng có rất nhiều lợi ích nhưng có một số nhóm người không thích hợp để sử dụng. Một, Người đang dùng thuốc không nên uống. Đậu đen có tác dụng giải độc nên những người đang trong quá trình sử dụng thuốc thì nên tránh hai người nóng trong hạn chế uống quá nhiều gừng tính ấm cho nên nếu người bị nóng trong dùng thức uống này quá nhiều sẽ gây ra cảm giác khó chịu cho cơ thể ăn đậu đen vứt bỏ phần này thì đừng mong tăng sinh kéo dài tuổi thọ đây được ví là phần quan trọng nhất của đậu đen ăn đậu đen mà bỏ đi phần này thì đúng quá phí đó chính là vỏ đậu đen đậu đen là thực phẩm được nhiều người sử dụng thường xuyên nhất là trong những ngày hè nóng nực trong những ngày nắng oi ả à, người dân lại có thói quen lấy một nắm đậu đen đem nấu nước uống nhiều chị em dần văn phòng còn làm nước đậu đen rang để hãm nước sôi uống dần ngay tại chỗ làm, không chỉ có công dụng giải nhiệt, dùng đậu đen thường xuyên, đúng cách còn được giới chuyên gia nhận định sẽ giúp xóa nếp nhăn, tăng sinh cho làn da và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, theo cựu đại tá Lương Y Đa khoa Bùi Hồng Minh, nguyên chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội, một số người thường có thói quen này khi nấu đậu đen uống thì không thể đảm bảo những tác dụng trên, đó chính là đãi vỏ đậu đen trước khi nấu nghe có vẻ khó tin nhưng rất nhiều người không thích ăn vỏ đậu đen tìm cách loại bỏ bộ phận này trước khi làm các món ăn đồ uống việc này vô tình khiến đậu đen không còn công dụng dài nhiệt chị em ăn hay uống nước đậu đen đã đãi vỏ thì cũng không đảm bảo công dụng tăng sinh hay kéo dài tuổi thọ lương y bùi hồng minh khẳng định theo chuyên gia các nghiên cứu của y học hiện đại đều cho thấy vỏ đậu đen có chất màu đây là hợp chất có tác dụng cải thiện hệ miễn dịch giúp phục hồi nhanh sau tập luyện cải thiện thị lực tầm nhìn chưa kể, vỏ đậu đen cũng rất giàu chất chống hóa, có khả năng phòng chống ung thư, ngăn ngừa bệnh mãn tính. Có đến 8 loại laver noi được tìm thấy trong vỏ hạt đậu đen, trong đó không thể không kể đến. Đây là hợp chất quan trọng nhất ở đậu đen. Chúng vừa đem đến sắc tố dinh dưỡng thực vật tạo màu đồng thời là chất chống hóa quan trọng trong cơ thể, giúp chống lại bệnh tật và các gốc tự do. Chưa kể, vỏ đậu đen cũng là bộ phận cung cấp nguồn chất xơ quan trọng, đó là dạng chất xơ hòa tan, khi dùng đều sẽ giúp bạn có đường ruột khỏe mạnh đường ruột khỏe mạnh sẽ giúp bạn tăng cường tuổi thọ không những thế chị em phụ nữ sẽ giảm cân lại luôn có da rẻ mịn màng mắt sáng tinh nhanh do đó ăn đậu đen nhất định phải dùng loại còn nguyên vỏ nếu dùng loại đãi vỏ thì bạn chỉ đem lại cho cơ thể nguồn dinh dưỡng thiết yếu hàng ngày trong khi những công dụng giải nhiệt tăng sinh khỏe đường ruột tăng tuổi thọ thì không có gì đảm bảo tránh thêm năm kiểu dùng nước đậu đen rất có hại cho sức khỏe ngày một uống nước đậu đen thay nước Nước đậu đen rất tốt nhưng dùng để uống thay nước lọc thì lại hóa lạm dụng. Điều này khiến cơ thể bạn rơi vào tình trạng mệt mỏi do thiếu chất. Chị em sẽ luôn cảm thấy uể oải, cơ thể thiếu sức sống. 2. Uống nước đậu đen cùng sắt, kẽm, canxi. Đậu đen cũng như các loại đậu khác chứa rất nhiều. Đây là chất làm giảm hấp thu các khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm, canxi. Do đó tuyệt đối không uống nước đậu đen cùng thực phẩm bổ sung hoặc ăn thức ăn chứa nhiều những chất trên. Ngày 3. Uống nước đậu đen khi hệ tiêu hóa hoạt động kém. Đậu đen rất mát nên không được dùng cho những trường hợp bị hư hàn. Nếu bạn đang có các vấn đề ở đường tiêu hóa như viêm loét hành tá tràng, dễ bị tiêu chảy, tiêu chảy mãn tính thì khuyến cáo không nên dùng vì sẽ khiến tình trạng thêm nặng. Ngày 4, uống thuốc bằng nước đậu đen. Điều này không chỉ làm giảm tác dụng của thuốc mà còn gây ra các phản ứng thuốc rất nguy hiểm. Loại nước tốt nhất để bạn uống thuốc chính là nước lọc. 5. Uống nước đậu đen khi thận có vấn đề. Với công dụng lợi tiểu, nước đậu đen không khuyến khích dùng cho người bị bệnh thận vì sẽ làm tình trạng thêm nặng nề. Đặc biệt không nên kết hợp đậu đen với rau bina, sữa, ngũ sâm vì đây là những thực phẩm kỵ nhau. Bộ phận bổ tự nhân sâm của củ cải tận dụng có thể kéo dài thanh xuân và trị bệnh rất tốt nhưng nhiều người vẫn vô tư ném bỏ. Lá củ cải bổ tự nhân sâm, nếu bạn vẫn có thói quen vứt bỏ chúng khi nấu ăn thì nghĩa là đang lãng phí những công dụng sức khỏe tuyệt vời bên dưới đây. Hàng năm cứ đến mùa lạnh là củ cải lại lên ngồi. Nó được mệnh danh như nhân sâm mùa đông bởi có chứa nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ tăng cường sức khỏe và chữa bệnh. Ăn củ cải đã nhiều nhưng, đảm bảo gần như, tất cả chúng ta đều đang lãng phí một bộ phận quý giá nhất của củ cải đó chính là phần lá củ cải. Lá củ cải rất giàu vitamin A, vitamin C, đặc biệt hàm lượng vitamin C trong lá còn cao gấp 4 lần phần thân. Vitamin C trong lá củ cải có thể ngăn ngừa sự lão hóa của da, ngăn ngừa sự hình thành các đốm đen, giúp da luôn trắng sáng và mềm mại. Ngoài ra, vitamin A và vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, có tác dụng ức chế ung thư hiệu quả. Những chất xơ thực vật trong phần lá có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, loại bỏ táo bón, giải độc. Lá củ cải bổ tựa nhân sâm, nếu bạn vẫn có thói quen vứt bỏ chúng khi nấu ăn thì nghĩa là đang lãng phí những công dụng sức khỏe tuyệt vời bên dưới đây. Lợi ích sức khỏe của lá củ cải 1 duy trì sức khỏe của mắt. Hàm lượng Merlidin chứa trong lá củ cải tương đối cao. Merlidin là thành phần rất có lợi cho mắt, giúp duy trì thị lực. Do đó ăn nhiều lá củ cải rất tốt cho việc duy trì sức khỏe của mắt hai. Thúc đẩy tiêu hóa. Lá củ cải có vị đắng, cay nên có tác dụng kích thích tiết nước bọt, hỗ trợ tiêu hóa rất tốt, đặc biệt là đối với những người mắc chứng khó tiêu ba. Tăng cường miễn dịch và giảm mệt mỏi. Lá củ cải có chứa hàm lượng sắt và phốt pho giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể chúng cũng chứa các khoáng chất thiết yếu khác như vitamin C, vitamin A, thiamine, giúp chống lại sự mệt mỏi. Những bệnh nhân bị thiếu máu và lượng hema lâu bừng thấp có thể được hưởng lợi từ việc ăn lá củ cải vì chất sắt có trong lá sẽ làm giảm bớt tình trạng bệnh của họ bốn. lợi tiểu nước ép lá củ cải là một chất lợi tiểu tự nhiên. nó giúp làm tan sỏi và giúp thông tiểu. đặc tính này cũng xuất hiện khi bạn ăn củ cải, lá củ cải cũng được chứng minh về đặc tính nhuận tràng mạnh giúp giảm táo bón và đầy hơi nằm. Điều trị bệnh thấp khớp Bệnh thấp khớp có lẽ là một trong những căn bệnh nhức nhối nhất, các khớp gối sưng lên và gây ra đủ dấu hiệu khó chịu. Bạn có thể ép lá củ cải thành nước, sau đó hòa với chút nước và bôi lên các khớp đầu gối, thực hiện thường xuyên có thể giúp giảm đau, giảm sưng sáu, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Lá củ cải giàu chất xơ, ít calo vì thế chúng có thể giảm lượng đường trong máu. Vì vậy, loại rau này là một trong những thực phẩm cần có trong thực đơn của bệnh nhân tiểu đường bảy chất khử độc lá củ cải có chứa một loạt các chất dinh dưỡng cần thiết những chất dinh dưỡng này cùng với đặc tính kháng khuẩn của lá củ cải giúp giải độc cơ thể và thải độc tố ra ngoài tám dưỡng ẩm cho phổi y học cổ truyền trung quốc cho rằng lá củ cải có vị cay nồng tính lạnh vào kinh phế phổi có tác dụng hóa đàm giảm ho dưỡng âm dưỡng phổi rất tốt chín trẻ hóa làn da trong lá củ cải có chứa vitamin C, chất này sẽ có tác dụng dưỡng da rất tốt, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tái tạo tế bào da, ức chế hiệu quả những tổn thương do các chất gây bệnh bên ngoài gây ra cho da, vì vậy hãy ăn nhiều lá củ cải để giúp trẻ hóa làn da hiệu quả. Lưu ý khi tiêu thụ lá củ cải, 1. Không nên nấu lá củ cải ở nhiệt độ cao. Lá củ cải là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao, tuy nhiên nếu được nấu ở nhiệt độ cao các dinh dưỡng trong chúng sẽ bị mất đi dần gây lãng phí các vitamin, khoáng chất có trong chúng hai. Người ốm không được ăn lá củ cải. Lá củ cải tuy tốt nhưng không phải ai, cũng ăn được bởi chúng có tính lạnh. Những người khí huyết không đủ hoặc, người ốm yếu nếu ăn nhiều có thể làm cho các triệu chứng cơ thể nặng nề hơn, không tốt với sức khỏe ba. Người bị tiêu chảy thường xuyên không nên ăn lá củ cải. Lá củ cải có tính lạnh, chứa nhiều chất xơ, có tác dụng đẩy nhanh nhu động ruột, thúc đẩy quá trình sản xuất và bài tiết phân, đặc biệt thích hợp với những người bị táo bón. Tuy nhiên, những người thường xuyên bị tiêu chảy, đau bụng thì không nên ăn, nếu không sẽ khiến tình trạng tiêu chảy hoặc đau bụng nghiêm trọng hơn. Tham khảo sơ tai Loại rau anh, rẻ tiền nhưng nu. được sách cổ khen hết lời, quét sạch mỡ máu, giảm huyết áp tự nhiên. Cây hẹ không mấy xa lạ với người Việt. Hiện nay, hẹ thường được trồng làm rau ăn hoặc trang trí bên ngoài ngôi nhà. Không chỉ là rau ăn, cây trang trí, hẹ còn là thuốc quý. Theo kỳ trì Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3, hệ được người dân dùng trong nấu ăn và chữa các bệnh từ đơn giản tới phức tạp. Tác dụng quý của hệ đã được nhiều tài liệu cổ ghi lại, loại cây được nhiều sách cổ khen hết lời. Trong sách nội kinh có viết, xuân hạ dưỡng dương, nghĩa là mùa xuân cần ăn các món ôn bổ dương khí. Do vậy, từ xưa ông cha ta đã biết dùng hệ để bồi bổ cơ thể, phòng ngừa bệnh. Còn trong bản thảo thập di viết, rau hệ là ấm nhất, có ích cho người, nên ăn thường xuyên. Không chỉ lá và thân hệ có tác dụng tốt chữa bệnh mà củ hệ cũng có nhiều lợi ích. Theo sách Lễ ký, củ hệ trị chứng di mộng tinh, đau lưng rất công hiệu. Lá hệ có vị cay, hơi chua, hăng, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đờm. Trong các sách y học nói chung và nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh nói riêng, còn có nhiều bài thuốc dùng hệ, công dụng của hệ. Theo y học hiện đại, hệ có chứa chất đạm đường, vitamin A, vitamin C, canxi, phốt pho, nhiều chất sơ. Trong hạt của cây hệ còn có alkaloid và saponin. Chất sơ của hệ giúp tăng tính nhạy cảm với insulin, làm giảm đường huyết, giảm mỡ máu, ngừa sơ mỡ động mạch, bảo vệ tuyến tụy. Bác sĩ Vũ cho hay hệ đã được chứng minh có chứa hoạt chất tương tự như kháng sinh điều trị về bệnh hô hấp và đường ruột của trẻ em. Nước ép lá hẹ cho thêm một chút đường phèn là thuốc điều trị khi nhiễm vi trùng ở đường tiêu hóa nói chung và đặc biệt là đối với bệnh lý đường ruột nói riêng. Theo kinh nghiệm dân gian, khi dùng một nắm lá hẹ tươi rửa sạch, thái nhỏ, trộn với một ít đường phèn hấp trong nồi cơm sôi vừa cạn hoặc chưng cách thủy, để nguội cho bé uống sẽ dịu ngay cơn ho, cảm, sốt, nên dùng lá hẹ tươi sẽ tốt hơn. Bác sĩ Vũ cho biết cây hẹ rất tốt cho người có vấn đề huyết áp và cholesterol cao. Trong lá hệ có chứa alicin có tác dụng giảm huyết áp và ngăn quá trình sản sinh cholesterol trong cơ thể. Do vậy, hệ thường được dùng để hạ huyết áp một cách tự nhiên và quét sạch mỡ máu trong cơ thể. Khoa học hiện đại đã nghiên cứu và chỉ ra hệ có chứa chất flavonoid có thể ngăn ngừa, phòng chống một số căn bệnh ung thư liên quan tới tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và một số căn bệnh ung thư khác. Flavonoid còn giúp cân bằng huyết áp, đặc biệt giúp giảm huyết áp cao ăn hẹ thường xuyên giúp thành mạch tốt ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ cây hẹ có đặc tính chống vi khuẩn và nấm nên rất tốt cho da đồng thời cải thiện những vấn đề về nhiễm trùng da hẹ có thể thay thế cho các loại kem bôi làm lành vết thương hở giúp vết thương mau lành bác sĩ vũ nói cuối cùng trong rau hẹ có nhiều vitamin k tham gia vào quá trình tạo xương giảm nguy cơ loãng xương bác sĩ vũ cho biết lưu ý khi dùng hẹ bác sĩ vũ lưu ý dược lý của hẹ cao nhất là vào mùa xuân hệ kỵ mật ong và thịt trâu nên tránh kết hợp cùng hai loại thực phẩm này. Những người bị các chứng âm hư hỏa vượng, vị hư có nhiệt không nên dùng hệ lâu dài. Thêm hai thứ vào nước uống buổi sáng, có tác dụng không khác gì 60 phút chạy bộ, là nguồn insulin tự nhiên. Sự kết hợp này không chỉ hỗ trợ quá trình giảm cân bằng cách giảm kháng insulin, duy trì mức đường trong máu ổn định, mà còn giúp giảm cảm giác đói và kiểm soát thèm ăn. Sự kết hợp trong thức uống buổi sáng rất tốt cho đường huyết, hỗ trợ giảm cân tầm quan trọng của vóc dáng trong xã hội ngày nay là không thể phủ nhận không chỉ trong môi trường công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày mỗi người đều mong muốn sở hữu một hình thể thon gọn và săn chắc nhưng với những biến động về hoàn cảnh sống không ít người phải đối mặt với những thay đổi không mong muốn về cơ thể với mong muốn giảm cân nhiều người thường lựa chọn con đường nhịn ăn và cắt giảm chất dinh dưỡng tuy nhiên hậu quả của việc này không chỉ là sự mất đi trọng lượng mà còn gây thiệt hại đáng kể đối với sức khỏe khiến cơ thể thiếu năng lượng và giảm hiệu suất làm việc để giải quyết vấn đề này một cách an toàn và hiệu quả phương pháp giảm cân được đề xuất là sử dụng một công thức tự nhiên gồm hai thành phần quen thuộc gừng và nước chanh gừng thuộc họ thực vật cùng tên với thảo quả và nghệ không chỉ được sử dụng từ xa xưa như một loại thuốc bổ mà còn có vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe kết hợp với nước chanh nguồn cung cấp vitamin c và chất chống oxy hóa tạo thành một loại đồ uống không chỉ giúp giảm cân mà còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe Chanh và gừng đều chứa nhiều dưỡng chất như vitamin C, chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin B6, magie và kali. Sự kết hợp này không chỉ hỗ trợ quá trình giảm cân bằng cách giảm kháng insulin mà còn giúp giảm cảm giác đói và kiểm soát thèm ăn. Nếu áp dụng thường xuyên và đúng cách, tác dụng nó đem lại thậm chí tương đương với việc tập luyện chạy bộ trong một giờ. Ngoài ra, trà chanh gừng còn được chứng minh giúp giảm đau do viêm, viêm khớp, đau đầu và thậm chí làm giảm cảm giác buồn nôn đối với phụ nữ mang thai và những người đang trải qua hóa trị sự kết hợp giữa gừng và chanh không chỉ giúp cải thiện chức năng miễn dịch mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh gan cuối cùng sự kết hợp này cũng có lợi ích trong việc duy trì mức đường trong máu ổn định và giảm đau họng trà chanh gừng không chỉ là một biện pháp giảm cân mà còn là một cách tự nhiên để cải thiện sức khỏe tổng thể ba cách chế biến hữu hiệu mà đơn giản ai cũng làm được trà gừng và chanh Chuẩn bị 250 ml nước, 2 đến 3 lát gừng, khoảng 20 g, một quả chanh. Thực hiện đun sôi nước, sau đó đổ vào ly và thêm lát gừng để ngâm trong 5 phút, đậy nắp lại. Sau 5 phút, thêm nước cốt chanh và có thể thưởng thức. Lời khuyên là uống trà này trước khi bắt đầu bữa sáng. Nước giải độc chanh gừng. Chuẩn bị 250 ml nước ấm, một muỗng bột gừng nghiền, một quả chanh. Thực hiện vắt nước chanh vào cốc nước ấm, thêm bột gừng và khuấy đều. Nếu muốn, có thể nêm nếm bằng mật ong để tăng hương vị. Loại thức uống này lý tưởng để giải độc cho cơ thể, đặc biệt là vào buổi sáng. Salad sốt chanh gừng Chuẩn bị một củ gừng, một quả chanh, một số gia vị, đường, tiêu, muối. Các loại rau trộn salad tùy thích, cà chua, cà rốt, hành tây, rau cải. Thực hiện gọt vỏ gừng, cắt sợi nhỏ, trộn cùng nước cốt chanh, nêm nếm cho vừa ăn. Thêm mè nếu muốn tăng hương vị. Sử dụng nước sốt trộn với các loại rau khi thực phẩm còn tươi một sự kết hợp hấp dẫn đem lại sự độc đáo và hương vị tươi mới cho các món ăn tổng hợp phương thủy